Đà Nẵng, vợ ập vào nhà nghỉ, đưa tình địch về nhà mình đánh ghen. Như chồng ngoại tình với cô gái nhỏ hơn cả chục tuổi. Chị T gọi một số người ập vào nhà nghỉ đưa tình địch về nhà mình đánh ghen. Hậu quả, cô gái sinh năm 2000 phải may 6 mũi ở mặt. Ngày 10 tháng 2, Công an Quy, Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho hay đã xác định được các nghi phạm liên quan vụ đánh ghen tại nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc khu vực Vịnh Đà Nẵng. Theo điều tra ban đầu, do nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm và ngoại tình với một cô gái nhỏ hơn cả chục tuổi. Chị PTTT, 32 tuổi, cùng ngụ quận Thanh Khê, nhờ bạn bè và một số anh em xã hội đi đánh ghen. Cụ thể, chị T nhờ Huỳnh Bá Thanh Trí, 30 tuổi, Nguyễn Thị Kim Anh, 32 tuổi, Lê Trọng Hiếu, 28 tuổi, cùng ngụ thành phố Đà Nẵng, ập vào một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, để bắt giữ chị NTGQ, 22 tuổi. Tại nhà nghỉ, theo sự chỉ đạo của chị T, Anh và Trí đã lôi chị D, Quy lên ô tô, chở về nhà chị T để làm rõ vụ ngoại tình. Trong lúc giằng co, chị D, Quy bị thương tích ở vùng mặt, được đưa vào bệnh viện điều trị. May 6 mũi trên mặt. Hiện Công an quận Thanh Khê đã triệu tập các nghi phạm liên quan để củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh ghen này.